Xin chào quý vị và các bạn. Minh Order Đông Lại giới thiệu đến anh em hai mẫu lọc của Hàn Quốc có tên là Intel và LK Lotte. Con này là Lotte LG 700, còn con dưới là Intel 470. Hai mẫu lọc này trước kia thì tôi đều bán giá là 43,5 triệu đồng, nhưng bây giờ tôi để giá rất đẹp cho anh em, đó là 3 triệu đồng. Chất lượng âm thanh đỉnh luôn nha. Mẫu lọc của Intel thì bề ngang nó to hơn một chút, chắc con trên 42, còn con dưới là 43,5. Đều bán giá đồng giá là 3 triệu thôi. Ngày xưa là 3,5 triệu, vẫn có video những cái con sản phẩm này. Chất âm thuộc dạng đỉnh luôn. Hai cầu điện, điện 100 và điện 220. Mẫu lọc cần gạt thì anh em dùng nó sẽ nhanh, chỉnh nó sẽ nhanh. Số dưới là 5225, khá đẹp này. Con trên thì không thể số series. Mở ở đây nó có đây nhưng mở lắm, có mỗi con rồi. Đều có hai đường vào âm thanh và một đường xuất âm thanh ra, hai đường vào một đường ra. Tôi sẽ chỉnh anh em cùng theo dõi này. Bác nếu mà cho tiếng to mà để bác lên thì nó đánh loa rung loa luôn, loa không chịu nổi. Con này có cái đèn đúng kiểu vũ trường, giống mấy con tôi vẫn hay bán, đèn kiểu vũ trường. Có trên thì đèn kiểu đèn giả bình thường. Nó có cái mặt kính này nên là quay nó cứ bị lóa các bác này, nó hơi bực cái chỗ đó. Nhưng lọc cần gạt thì chỉnh nó đến tai mình rất nhanh nên là cảm giác nó phê nhanh. Vâng, xin cảm ơn hẹn gặp lại. 3 triệu Việt Nam đồng anh em nhé.